giống thật tới 98%, những lời quảng cáo này đã bắt đầu xuất hiện không ít trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Tất cả chúng ta đều biết rằng là hoạt động sản xuất và lưu hành tiền giả là vi phạm pháp luật. Thế nhưng câu hỏi đặt ra lúc này là liệu có tồn tại tiền giả trên thị trường hay không? Và việc lưu hành tiền giả nếu có thì có dễ dàng như những lời quảng cáo kể trên hay không? Phóng viên của chúng tôi đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng để nhập vai vào người có nhu cầu mua tiền giả và ghi lại những hình ảnh sau đây. Đây là của bên mình. Bên mình bán hàng chất lượng 98%, sống tiền thật. Có thể nói là bây giờ trên Facebook chỉ có bên mình mới có tiền giả để bán. 1 triệu đồng tiền thật, mua được 8 triệu đồng tiền giả. 2 triệu đồng, mua được 20 triệu. Mệnh giá từ 50.000 đến 500.000. Trong vài người có nhu cầu, phóng viên đã nhận được câu trả lời từ chủ các trang ra bán tiền giả khác nhau. Nhưng có một điểm chung trong các mua bán của các trang này, người mua phải đặt cọc trước khoảng 20% số tiền mua bằng cách mua thẻ cào điện thoại, để lại địa chỉ và hàng sẽ được giao tận nơi. Khi nhận hàng, người mua sẽ thanh toán số tiền còn lại cũng bằng thẻ cào. Vì bên tôi có nhân viên gửi hàng với những người nhân viên đến tại địa điểm đó, bạn sẽ hàng ok thì bạn lấy. Là khi mà nhân viên nó tới tại điểm này là anh đã cầm cái thẻ cào trên tay rồi. Theo lời của đối tượng rao bán, chúng tôi có mặt tại địa điểm giao tiền và nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là nhân viên giao hàng. Người này cho biết đã có mặt tại đây nhưng chưa thể ra mặt. Với lý do muốn đảm bảo là hàng được mua, người này muốn chúng tôi đọc trước mã và số series của các thẻ cào để thanh toán phần tiền còn lại. Nếu đúng thì tới nay tôi đọc những cái còn lại, còn không giờ tự nhiên tôi đọc hết 2 triệu cho anh chạy đi à. Giờ mình làm ăn lâu dài này, làm nhiều người rồi chứ đâu phải là một con bạn đâu. Bây giờ bạn không bên cái tiền á, là tôi xin trước bạn á, để tôi lấy tiền tính chắc chắn bằng cái mua hàng. Không đồng ý với cách giải thích của nhân viên giao hàng, chúng tôi gọi cho người đã thỏa thuận ban đầu khi đặt hàng và nhận được những lời trấn an rằng đây là nguyên tắc làm việc của công ty, kèm theo những lời hứa sẽ khuyến mãi thêm số tiền đổi được. Bên giám đốc, bên tổng điều hành nó là thêm cho anh được là 2 triệu nữa nha. Là tổng cộng anh nhận là 22 triệu. Là nhân viên tới nó anh vui lòng xem hàng, kiểm tra hàng, ok để anh lấy. Còn nếu không ok, hàng bị lỗi, hàng bị lỗi tại nào đó, vui lòng gọi lại trực tiếp cho em để nói nhân viên nó đổi cho anh. 18503. Thế nhưng việc gọi trực tiếp là không thể. Bởi sau khi chúng tôi thử đưa số mã và series thẻ cào, thanh toán phần còn lại, số điện thoại của người này lẫn số của người xưng là nhân viên giao hàng luôn trong trạng thái không thể liên lạc được. Cứ mỗi một lần đối tượng yêu cầu người mua nạp thẻ cào điện thoại là cứ mỗi một lần đối tượng đánh vào cái tâm lý tham lam của người mua tiền. Và ở một khía cạnh nào đó thì người mua đã thực sự mua được tiền giả, nhưng không phải là tiền giả theo nghĩa là tiền nhái, mà là tiền giả theo nghĩa là tiền không có thật. Xin được nhấn mạnh rằng những người mất tiền trong những vụ việc lừa đảo như thế này chắc chắn sẽ không được các cơ quan chức năng bảo vệ, bởi đơn giản mua bán tiền giả là vi phạm pháp luật và những người mua cũng đã tiếp tay cho đường dây lưu hành tiền giả trên thị trường.